Đây là chương trình tài chính của Đài Lửa Sài Gòn TV. Chúng tôi là luật sư Tô Nguyễn CPA xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, sau 2 năm đối phó với lại COVID-19, bây giờ là thảm họa thế chiến. Chúng tôi quý vị, chúng tôi cũng biết là quý vị cũng như chúng tôi không có ai có đầu óc nào nghĩ đến chuyện nào khác ngoài chủ vấn đề sức khỏe và an ninh cho gia đình của mình. Tuy nhiên, chúng tôi cũng xin nhắc quý vị là cũng không nên quên cái vấn đề thuế má. À người Mỹ có một câu có một câu mà chúng tôi vẫn hay lặp đi lặp lại là ở tại Mỹ không có gì mà qua được mà tránh được là vấn đề chết và thuế. There's nothing but death and tax. À, cho nên chúng tôi hôm nay cũng xin dành thời giờ để trình bày trong một phần những chương trình về vấn đề thuế má mà quý vị phải khai cho cái năm 22 này cho năm vừa rồi. À, kính thưa quý vị, à, trước khi mà đi vào cái chi tiết tổng quát, à, chi tiết chúng tôi cũng xin nhắc quý vị là năm này thuế má luật thuế mới mà quý vị à, nghe tin tức báo chí à, trong những ngày vừa qua, những tháng qua à, cho biết là có thể có luật thuế mới thì thưa quý vị là hiện bây giờ chưa có luật thế nào mới cả, vẫn còn có một số à, luật thuế mà tổng thống Biden đã à, đã ký thành luật cách đây một năm cũng như là cái luật thuế mà tổng thống Trump cách đây 4 năm đã ký thành luật. Cái câu hỏi, cái vấn đề đầu tiên chúng tôi xin đặt với quý vị là nhiều quý vị thắc mắc là mình phải đóng thuế trên lợi tức gì. Chúng tôi vẫn nhắc quý vị là cái luật thuế chính phủ có cái câu ở trong luật thuế là quý vị là chúng ta phải phê thuế trên tất cả lợi tức mình kiếm được trên toàn thế giới tức là on your worldwide Income, tức là nếu một quý vị là công dân Mỹ hoặc là thường trú dân sống tại Mỹ mà mình có đầu tư ở tại bên Nga, bên Việt Nam, thì mình phải đóng thuế lợi tức của mình kiếm được tại những cái nước đó, quốc gia đó. Và nếu những quốc gia đó mà người ta tính thuế quý vị, thì chính phủ Mỹ sở thuế sẽ cho quý vị cái credit for taxes paid uh, tại những nước đó. Ngay cả những cái tiền lợi tức mà quý vị kiếm Bất hợp pháp, thí dụ như là mình có một cái tổ chức đánh bài uh, poker với bạn bè hoặc là uh, chúng tôi nói quý vị, xin lỗi quý vị là cách đây uh, mấy năm quý vị đọc báo thấy là có cái bà mà tú bà tên là Heidi Fleisch, uh, bà bị uh, bắt ở tù một thời gian uh, mà chính phủ uh, không kiếm được uh, ký tội làm tú bà của bà mà chính phủ dí bả về cái tội là không đóng thuế trên cái lợi tức mà kiếm được. Cho nên nếu mình là thường trú dân hoặc là công dân Mỹ sống tại Mỹ thì mình phải đóng thuế trên lợi tức mình kiếm được toàn thế giới. Cho dù là cái lợi tức đó mình kiếm được là bất hợp pháp hoặc là không bất hợp pháp hoặc là legal, mình phải đóng thuế và cai ra. À, cái vấn đề là đó chính phủ mình khi mình khai cái tiền mình kiếm được bất hợp pháp, thí dụ là tiền đến bà đến bà, mà chính phủ có share cái information đó với lại ở bên cái uh, bộ uh, uh, cái Justice Department hoặc là State uh, Attorney uh, General hay không là cái chuyện đó là chuyện của chính phủ chúng tôi không biết chuyện đó nhưng mà mình phải khai tất cả mọi sự tức ra có một vấn đề khác mà cũng trong lúc làm thuế mà chúng tôi cũng đã gặp được qua sự uh, qua những câu hỏi của khách hàng là cái vấn đề gần đây mà quý vị thấy nhiều nhất là cái cryptocurrency là cái mà uh, là bitcoin hoặc là ethereum uh, những cái đồng bạc đồng tiền bằng uh, bằng uh, trên mạng uh, trên mạng uh, internet uh, tự ta gọi là cái cryptocurrency hoặc là digital currency thì cái câu hỏi khách hàng chúng tôi đặt là uh, quý vị có phải đóng thế trên cái tiền đó không thì uh, chúng tôi xin trình bày quý vị là nếu mà quý vị mà mua bán những cái tiền bạc đó mình trade cái đó thì chính phủ xem quý vị Uh, cái trading đó cái đầu tư đó như là stock investment tức là nếu quý vị mua cái đó ra quý vị bán lại cái đồng tiền đó mà trong vòng dưới một năm thì đó là short term investment income capital gain còn nếu quý vị mà mua cái đồng cryptocurrency và hơn một năm sau bán cái đồng tiền đó có lời thì quý vị xem cái đó cái mình cái lợi tức đó cái tiền lời đó được xem như là long term capital gain mà mình phải đóng thuế cái đồng tiền đó Uh, nếu quý vị có cái loss thì cái loss đó mình cũng sẽ được uh, được uh, được trừ thuế như là hình thức investment vậy cái vấn đề là một khi quý vị uh, không những mình investment nữa mà mình dùng đồng tiền đó mình thâu đồng tiền đó giả sử quý vị có một cái uh, uh, mua bán trên internet mình mua bán uh, đồ designer shoes hoặc là custom make clothes online và mình nhận cái tiền của chính phủ bằng cái đồng tiền uh, cái crypto uh, của, của khách hàng bằng cái cryptocurrency quý vị phải khai đồng tiền đó ra để đóng thuế cái đó như là cái tiền regular income như là tiền mình mua bán được ở uh, trong cửa tiệm của mình uh, quý vị cũng biết là tại vì có nhiều người uh, dùng cái đồng tiền này để mà hide để khỏi đóng thuế uh, trên cái uh, tiền mình kiếm được mình mua bán À, chúng tôi xin quý vị là phải cẩn thận vấn đề đó tại sao như vậy tại vì những năm vừa rồi chính phủ bắt quý vị phải à, trong cái thuế quý vị đó trong cái schedule a đó chính phủ có bắt quý vị phải móc cái box là quý vị có ôn có làm chủ có mua bán cái cryptocurrency hay không à, nếu mà quý vị mà khai dối cái đó thì quý vị chính phủ mà điều tra audit thì có vị có thể bị à, bị phạm tội à, tại vì cái, à, quý vị cũng biết là cái à, ở trong cái thuế má đó, ở trong kia lúc mà quý vị sai cái thuế đó thì cái đó là mình sai under key penalty of perjury có nghĩa là nếu mình nói dối thì mình có thể bị prosecuted và bị tội tội hình tức là có thể ra tù bên cạnh cái vấn đề là có thể phải đóng tiền phạt nữa cho nên quý vị có ôn có làm chủ mặc dầu mình không có bán mua thì mình cũng phải khai ra với chính phủ là mình có ôn có làm chủ cái đồng tiền crypto và nếu bán mua thì mình phải khai ra cái câu hỏi có người đặt là nếu mà con chúng tôi chúng tôi không biết gì về cái cryptocurrency cả nhưng mà mấy đứa con tôi nó còn trẻ nó giỏi lắm thì nó làm cái cái nó mining quý vị có biết là cái mining là cái đó là mình mình có hệ thống computer thật là tối tân mình đứng ra mình tìm cách mình giữ sổ sách cho cái hệ thống crypto tôi gọi là mining là như vậy thì là con chúng tôi nó mới uh, giới thiệu chúng tôi hình thức đầu tư vô cái crypto tức là nó nói tôi là bố bố đã mở một cái account với lại cái uh, Robinhood Hood uh, và chúng uh, con sẽ cho bố một số cái đồng cryptocurrency mà mà con có được thì nó transfer một số cái cryptocurrency xong cái account của chúng tôi. Thì cái đó có phải khai thuế không? Uh, nếu quý vị kính thưa quý vị cái đó là cái gift. Một cái gift của chính phủ của mà con cái nó cho quý vị cho thì cái đó mình không có phải khai thuế lúc mình nhận đồng tiền đó. Nhưng mà quý vị phải mark với lại cái box ở trong cái form E là quý vị có làm chủ cái cryptocurrency và không cần phải khai thuế cho lúc mình bán đồng tiền đó. Và cái giá trị của nó bao nhiêu là lúc đứa con mình nó transfer sang mình cái trị giá của nó bao nhiêu thì đó là cái trị giá ở trong tay của mình. Và nếu quý vị mà turn around bán ra trong vòng 6 tháng thì cái đó là một cái hình thức long short term investment mà quý vị phải khai thuế và đóng thuế với chính phủ. Thì đó là cái cryptocurrency. Còn riêng đối với người con của quý vị mà người đó là người ta làm cái cái mining thì những đồng tiền người ta kiếm ra được đó đó thì người ta cũng phải là khai thuế nếu mà ta earn được những cái crypto mà do cái kết quả từ mình làm cái vấn đề người ta gọi là mining mà chúng tôi tạm gọi một cái đơn giản đó là mình giữ sổ sách cho cái hệ thống cryptocurrency uh, online. Kính uh, thưa quý vị, ký uh, thuế uh, những năm vừa rồi thì là mình uh, may mắn là chính phủ tại vì cái vấn đề cái uh, cái uh, pandemic cho nên chính phủ dời cái ngày khai thuế lại một tháng hoặc là hai tháng. Uh, xin thưa quý vị là năm nay cái ngày due date là trở lại bình thường tức là ngày 15 tháng 4. Uh, tuy nhiên cái năm này tại vì cái ngày holiday và cái ngày cuối tuần uh, cái ngày 15 nó rơi vào ngày cuối tuần cho nên cái ngày due date là ngày 15 ngày 18 tháng 4 của năm 2022. À, thưa quý vị là chính phủ không có gia hạn à, tự động cái ngày sang tháng 7 hoặc là tháng 9 như những năm trước mà là 15 tháng 4. Quý vị quý vị nào mà không có sẵn sàng À, khai thuế thì quý vị xin gia hạn, à, chính phủ sẽ, xin sẽ cho quý vị cho đến ngày 15 tháng 10 để khai thuế và quý vị phải cần phải gửi đi một cái form để xin kia gia hạn. À, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình ở đây để giới thiệu người bảo trợ chương trình và xin trở lại với quý vị trong giây phút